Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách để chúng ta sẽ khắc phục những nhược điểm của làn da dầu khi chúng ta chụp ảnh. Chúng ta sẽ xử lý để làm sao cho cái vùng da dầu nó sẽ giống với những cái vùng da khác ở trên khuôn mặt, nó không bị bóng nhẫy. Tại vì nhìn những cái làn da dầu mà chụp ảnh bị bóng lên thì nhìn nó rất là kém xinh, đúng không? Rồi, và bây giờ mình sẽ chia sẻ luôn nhé. Đầu tiên là các bạn hãy mở bức ảnh lên và các bạn hãy vào cho mình cái mục là Channel. Mình sẽ vào cái kênh của nó nhé. Ở đây nó sẽ là kênh RGB màu Red, Green và Blue. Các bạn hãy chọn cho mình từng cái phần màu một. Giả sử màu Red này, màu Green này, màu Blue này. Các bạn hãy chọn cho mình cái kênh màu nào mà cái phần bóng ở trên da mặt của mình được thể hiện rõ nhất, nó tương phản nhất so với những cái vùng ở những cái làn da còn lại thì chúng ta sẽ chọn. Ở đây thì mình nhận thấy là cái kênh Blue chọn được cái vùng da dầu dễ hơn, nên là mình sẽ chọn nó. Và mình giữ chuột trái, mình kéo vào cái phần tạo một cái kênh mới này, kênh là Blue Copy. Sau đó là các bạn hãy cho mình Ctrl L. Ở đây cái mục đích của mình sử dụng cái lệnh Level có nghĩa là mình muốn là cái sự tương phản giữa cái vùng da dầu đó với cái vùng da còn lại cao nhất có thể để mình dễ dàng mình chọn nó hơn. Cái phần da màu đậm các bạn cho đậm lên. Đó. Các bạn hãy kéo ở cái mức độ mà để cho các bạn có thể nhận định được là chúng ta sẽ chọn được chính xác cái vùng da dầu đó nhé. Và ở đây thì mình đã chọn được cái khung như vậy. Sau đó ấn OK này. Sử dụng cái công cụ Lasso Tool, các bạn hãy khoanh cho mình những cái vùng da dầu vào. Rồi, đến đây thì các bạn hãy chọn lại cho mình cái kênh RGB. Và nhớ phải bỏ chọn cái vùng Blue Copy đi. Bỏ chọn cái kênh đấy đi nhé. Quay trở lại layer, các bạn ấn Ctrl Z giúp mình, kẻ cho mình một cái hình chữ nhật vào đây. Nhớ nhé, sử dụng cái lệnh là Rectangle Tool. Rồi các bạn hãy để con trỏ chuột vào giữa hai cái layer. Rồi, để mình clipping mask nó lại. Zoom to lên, chọn cho mình cái chế độ hòa trộn lại. Và đây là kết quả của chúng ta. Nếu như bạn thấy là cái phần da dầu này nó vẫn chưa đạt thì các bạn hãy kích đúp cho mình vào cái phần rectangle này. Các bạn hãy đổi cái màu của nó đi. Cái này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái sự khéo léo của các bạn, chứ các bạn chọn và các bạn nhìn sao cho nó tốt nhất có thể là được các bạn nhé. Rồi, OK. Và đây là kết quả. Còn đây là trước khi chúng ta sử dụng cái thủ thuật này. Rồi, đây là kết quả của nó. Vậy là tạm tạm nhé. Bạn nào các bạn hãy làm kỹ cho nó giúp mình. Và bây giờ chúng ta sẽ thử trên một cái làn da khác xem là cái cách này của chúng ta là có tốt không nhé. Mình sẽ giả sử với làn da của cô gái mà chụp ảnh về mỹ phẩm. Ở đây thì mình cũng làm tương tự. Và đây là kết quả của chúng ta. Đây là hình ảnh mà chúng ta sau khi đã sử dụng thủ thuật. Còn đây là cái hình ảnh trước khi chúng ta sử dụng. Và cái cách này của chúng ta thì chúng ta có thể sử dụng được cho rất nhiều ảnh mắc cái lỗi tương tự là như vậy. Rồi, và cái nội dung của mình cũng chỉ đến như vậy thôi. Bạn nào yêu thích nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bên mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau nhé. Tạm biệt.